Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 13m, được đúc kiên cố là một trệt một lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Cũng như căn nhà mình thì có hướng là hướng chính đông, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và giá của căn nhà mình chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng. Cũng như chúng ta có một con đường trước nhà, hẻm một trục của đường Phạm Văn Chiêu, chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty, rất là thuận tiện cũng như chúng ta cho thuê. Đây là con đường hẻm để vào căn nhà của chúng ta, hẻm một trục đường Phạm Văn Chiêu. Và căn nhà mình thì có thể mình vừa mua để ở hoặc là cho thuê, thì với một cái mức giá chỉ hơn 4 tỷ một xíu là chúng ta có thể sở hữu được một cái căn nhà rất là đẹp này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì bên ngoài chúng ta có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến thì chúng ta có một bộ cửa bằng nhôm Sinfa, kính cường lực 10 ly. Thì chúng ta có hai lớp cửa để đưa ra sát bên ngoài này. Thì không gian phòng khách của căn nhà chúng ta rất là rộng. Thì phòng khách nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch bóng kính 80. Và hai bên phòng khách căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà ốp gạch cao lên khoảng 1,5 m, chúng ta rất là sạch sẽ. Cũng như căn nhà mình thì cũng đã được chủ nhà trang trí chúng ta, cũng như sắm chúng ta một số nội thất như bàn ghế sofa và bàn ăn. Thì khi chúng ta mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được tặng lại hết chúng ta với một cái mức giá chỉ 4 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng. Thì căn nhà này rất là phù hợp, chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như cho thuê với một cái mức giá rất là mềm tại thị trường bất động sản quận Gò Vấp, chỉ 4 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng. Chúng ta có thể sở hữu một cái căn nhà rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian cầu thang căn nhà chúng ta. Thì trụ cầu thang, những tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng bếp căn nhà chúng ta. Chúng ta có một cái phòng bếp rất là rộng, cũng như phòng bếp căn nhà chúng ta đã được chủ nhà trang trí chúng ta, cũng như sắm chúng ta một bộ bàn ăn, 4 ghế và kệ bếp, tủ bếp chúng ta được làm từ chất liệu bằng gỗ và sơn chúng ta một cái tông màu rất là đẹp. Cũng như chúng ta có một cái khoảng không gian để tủ lạnh cũng như máy giặt rất là rộng rãi và thoải mái. Rồi, mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài thì chúng ta cùng tham quan một căn nhà rất là rẻ nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp này. Chúng ta có một cái con đường trước nhà hẻm một trục, mình có thể di chuyển vào ở trong căn nhà rất là dễ dàng, xe hơi, xe tải thoải mái. Và bên dưới này thì chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình dùng cho khu vực cái dưới tầng trệt này, khu vực phòng khách cũng như khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Bên ngoài chúng ta cũng có một cái lavabo rửa mặt rất là đẹp. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có một con hẻm một trục chỉ cách đường Phạm Văn Chiêu khoảng 50m thôi, rất là phù hợp. Chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mua làm văn phòng công ty, mua cho thuê với một mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu. Chúng ta có thể sở hữu được một căn nhà có diện tích là ngang 4m và độ dài là 12m này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng ngủ lầu 1 căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ phòng ngủ chúng ta được làm từ chất liệu cửa được làm từ chất liệu gỗ sồi. Và bên trong thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá giả gỗ và có dán chúng ta những cái mảng giấy trang trí, cũng đó là hệ thống đèn chiếu sáng. Và phía trước chúng ta cũng có một cái cửa để đi ra cái ban công phía bên ngoài. Cái bên chúng ta cũng có một cái cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Với một cái không gian phòng ngủ phía trước căn nhà chúng ta rất là
thoáng và rất là mát, cũng như căn phòng phía trước thì hệ thống điện lạnh cũng đã được chủ nhà đi sẵn hết chúng ta. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ phía sau căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi, và bên trong sàn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gạch đá giả gỗ, cùng với đó hệ thống đèn trang trí trần thạch cao rất là đẹp. Cũng như chúng ta có một cái nhà vệ sinh chung, dùng chung cho hai phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà chúng ta. Đây là nhà vệ sinh, chúng ta có hệ thống lavabo bàn cầu cũng như vòi sen tắm và hệ thống gương chiếu, cũng như cửa chúng ta được làm từ chất liệu nhôm Sinfa. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.